Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ. Thưa quý vị, liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng cho biết trong quá trình giải quyết vụ việc có 3 cá nhân đã tử vong. Một lượng lớn vàng tiền cùng nhiều giấy tờ nhà đất của họ đã được lực lượng điều tra chuyển tòa án quyết định. Quá trình ra soát, xác minh, thu giữ, tạm giữ các tài sản liên quan đến Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bà và chuyển theo vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 đã được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phán quyết tại bản án sơ thẩm số 157 năm 2024 HSST ngày 11 tháng 4 năm 2024 và kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ một số nội dung liên quan đến tài sản. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản nếu có đối với các cá nhân Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương. Kết quả điều tra vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 xác định có 3 cá nhân đã tử vong là các ông Nguyễn Phương Hồng, thành viên Hội đồng Quản trị, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, nguyên Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn. Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI. Và Nguyễn Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Công ty SPG, phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của 3 cá nhân trên. Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng đứng tên ông. Cơ quan điều tra cũng đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng mang tên con trai ông Dương. Quá trình giải quyết vụ việc ông Dương tử vong, Công an quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm đứng tên ông Dương, trị giá 132 tỷ đồng, cùng các giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác. Quá trình làm việc, người nhà hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Ngọc Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên của ông Dương và có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật tài liệu, tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật. Đối với ông Nguyễn Phương Hồng, cơ quan điều tra đã kê biên 2,5 triệu cổ phần tại công ty chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại thửa đất số 85 quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 6.227,9 m2. Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Qua làm việc, người nhà ông Hồng có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch hơn 8 triệu cổ phần công ty chứng khoán TVSI của ông Thành, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản ngân hàng. Qua làm việc với người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Thành, người nhà đã có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Thưa quý vị, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình. Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra giai đoạn 2, đề nghị truy tố 34 bị can về 3 tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nêu trên. Bị can Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong hành vi rửa tiền với hơn 445.747 tỷ đồng. Trong số này, trên 415.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản tại ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn phát hành trái phiếu ma. Theo kết luận điều tra, nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản tại ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên cá nhân tổ chức, chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán các khoản chi cho mục đích khác nhau. Cụ thể, số tiền này được dùng để trả gốc, lãi, trái phiếu, chi trả nợ các khoản vay của SCB, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của ngân hàng, chi cho dự án đang triển khai dở dang như dự án mũi đèn đỏ. Chưa hết, số tiền này còn dùng để trả khoản vay của các ngân hàng khác, chuyển tiền ra nước ngoài, chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ, chồng bị can Lan. Kết luận điều tra nêu rõ, Trương Mỹ Lan khai rằng tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Cụ thể, để chuyển được tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao cho những người tin cậy và lãnh đạo ngân hàng SCB lập các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức nước ngoài. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can có liên quan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 4,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, theo cơ quan điều tra, bị can Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sử dụng nhiều hợp đồng khống chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Số tiền hơn 3 tỷ đô la Mỹ được chuyển ngược về Việt Nam một cách trái pháp luật. Tại bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra cũng nêu rõ, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình. Cơ quan tiến hành tố tụng cũng kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân tổ chức liên quan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Trương Mỹ Lan. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 224 tỷ đồng tiền mặt, ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng, ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, số tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và 261.914 đô la Mỹ. Cơ quan chức năng cũng ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra ngày 22 tháng 5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cam kết sử dụng 69 tỷ đồng của công ty Bông Sen và 133 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khách sạn quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các chủ sở hữu trái phiếu của hai công ty này. Ngày 27 tháng 5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra chứng từ, xác định các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản của C03 Bộ Công an. Đối với số tiền 291 tỷ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 Bộ Công an duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.